Thưa sư, có một khúc mắc con chưa tháo gỡ được, đó là theo lý thuyết thì những người sống trái với đạo luân thường sẽ chịu luân hồi nhân quả. Còn khi nghe giảng pháp từ thầy, con hiểu rằng phải quán tưởng và hóa giải nỗi khổ niềm đau. Vậy cái khổ ở đây nó bắt nguồn từ đâu và nó sẽ đi đâu? Tại vì hai cái câu hỏi này á, nó khác nhau. Nó giống như là hỏi là tại sao mà một cái anh bệnh nhân anh bị đau bụng mà đi gặp bác sĩ thì ông bác sĩ ông bị đau răng. Thì bây giờ cái sự đau bụng của bệnh nhân và cái sự đau răng của bác sĩ nó có dính dáng với nhau hay không? Thì nó rất là kẹt. Thì tôi chia ra ha, tôi chia ra làm hai cái phần. Đầu tiên đó là những người sống sống bất thiện, nghĩa là sống trái đạo trái luân thường thì chịu luân hồi nhân quả. Thì theo lý thuyết, thực tế nó không phải lý thuyết, nó là sự thật, nó là sự thật, nó không phải lý thuyết. Mà cái luân hồi ở đây á, mà quý vị hiểu đó, nó là cái chuyện mà đi xuống các cái nẻo khổ thì quý vị mới tính là luân hồi, chứ còn mà đi về cõi trời quý vị không tính là luân hồi. Mà chỉ có người ác thì họ mới đi luân hồi thôi, chứ còn người thiện thì quý vị không tính cái chuyện nội đi luân hồi. Nói đúng ra đó thì cái chuyện luân hồi á, nhân quả nó dành cho tất cả hạng người thiện hay bất thiện đều luân hồi như nhau hết ha. Chỉ có điều á, Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, ta không thấy một người nào họ sống bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mà do các cái nghiệp bất thiện đó họ tái sanh về những cái cảnh giới hạnh phúc an lạc, chuyện đó không thể xảy ra. Mà chuyện này có thể xảy ra có nghĩa là những người mà sống bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, do các nghiệp đó khi dẫn họ tái sanh về những khổ cảnh, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Đó. Cho nên rồi bây giờ sư hiểu cái vấn đề, có nghĩa là mình sống ác mà bây giờ chịu những cái nỗi khổ, thì có nghĩa là bây giờ phải quán tưởng là cái khổ đó là do cái chuyện mình sống ác quá khứ. Tôi không biết là hiểu như vậy có đúng hay không. Tại bây giờ sư không biết là cái người này họ có online hay không. Nó khổ vậy đó. Hỏi đó thì cứ hỏi cho đã nư, là tới hồi mà trả lời đó, thì không có mặt. Nó là mình không chịu trách nhiệm với cái câu mình hỏi, thì không biết là sư có nên chịu trách nhiệm với cái câu hỏi của vị hay không. Thành ra sư không biết là rốt cuộc là cái ý của vị này là như thế nào. Sư chỉ trả lời theo cái cách mà sư hiểu thôi. Cái đời này đó, cái đời trước á, thì nếu như mà đời trước chúng ta tạo các nghiệp bất thiện, mà các nghiệp bất thiện đó cho quả của đời này, thì đời này chúng ta sẽ chịu khổ đau. Ví dụ như đời trước chúng ta sát sanh, mà nếu cái quả đó nó trổ vào đời này thì đời này chúng ta sẽ chết yểu. Và nếu như mà chúng ta suy nghĩ là những cái chuyện đau khổ mà mình phải chịu là mình phải chịu do những cái nghiệp quá khứ mình đã tạo. Hiểu như vậy cũng được, nhưng mà nó không hoàn toàn chính xác. Bởi vì những cái khổ hiện tại đó nó do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do cái tiền nghiệp quá khứ, có nghĩa là quá khứ chúng ta tạo các ác nghiệp thì đời nay chúng ta phải chịu khổ. Nhưng mà cái thứ hai đó là gì? Đó là cái nỗ lực hiện tại của chúng ta nó khiến cho chúng ta hạnh phúc hay đau khổ. Suy giả sử một người đời trước, đời này họ nghèo đi,
Suy ra xứ đời này họ nghèo thì họ nghèo do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do họ đã tạo một cái ác nghiệp thời quá khứ cho nên đời nay họ không giàu được. Nhưng mà nguyên nhân thứ hai đó là do họ không nỗ lực một cách đúng đắn. Họ không có trí tuệ để họ phát triển tài sản một cách đúng đắn. Họ tin nhầm người, họ đi nhầm nơi và họ không có được cái sự nỗ lực. Họ trở nên là một con người lười biếng hoặc là thích làm những cái chuyện mà nó dễ kiếm tiền. Thì nó dẫn đến cái chuyện là đời nay họ nghèo. Cho nên cái chuyện bản thân cái chuyện nghèo nó cũng có nhiều nguyên nhân, cũng có hai nguyên nhân như vậy. Hoặc là họ nghèo là do họ bị một cái người nào đó trong đời này, chứ không phải nghiệp quá khứ, trong đời này bị lừa thì cũng là nghèo. Hoặc là một người họ bị bệnh thì ngay cả cái bệnh nó cũng có nhiều nguyên nhân. Đó là có thể là do cái thời tiết cũng có thể dẫn tới bệnh. Đừng xin nó đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Thời tiết cũng có thể là khiến cho mình bị bệnh. Cái chuyện ăn uống nó cũng có thể khiến cho mình bị bệnh. Mình biết cái món đó mình không không phù hợp và mình vẫn cứ ăn thì bị đau, bị bệnh là chuyện đương nhiên. Đó. Rồi do cái cách sinh hoạt cá nhân nó cũng có thể khiến cho mình bị bệnh. Rồi do những cái cấu tạo của cơ thể của mình nó tới thời tới điểm nó bắt đầu nó bệnh thì nó cũng phải bệnh. Đó. Rồi mình có thể mình do bị cái môi trường, bị những cái tác động khác tấn công, ví dụ như cái dịch Covid này, con virus nó tấn công, nó cũng gây ra bệnh. Là chỉ có một phần ở trong đó đó là do nghiệp nó tạo nên bệnh. Cho nên đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Giả sử như đời nay mà mình khổ á, có thể là khổ do cái nghiệp quá khứ, cũng có thể khổ do cái tác động của nhiều cái tác động hiện tại, từ môi trường sống cho tới con người cho tới cái nỗ lực hiện tại của chính mình, nó khiến cho mình có cái khổ hiện tại ha. Và để hóa giải những cái nỗi khổ niềm đau đó thì nó có nhiều cách. Một trong số đó là quý vị ráng tạo những cái phước thiện. Ráng tạo phước thiện là một, là có nghĩa là làm 10 cái thiện nghiệp mà hồi nãy sư vừa mới đề cập, tạo các cái phước thiện ha. Thì khi quý vị tạo phước thiện á, cái quả thiện nó trổ thì nó sẽ nâng đỡ, nó giúp cho những cái ác nghiệp nó sẽ nhẹ đi và quý vị sẽ cảm thấy cái đời nó an lạc hơn. Khi quý vị làm thiện á, nó được nhiều cái quả báo. Thứ nhất là đời hiện tại quý vị được an lạc, quý vị sống trong an lạc. Và cái quả báo cái kiếp vị lai đó thì quý vị cũng được cái quả báo tốt đẹp do những cái thiện nghiệp quý vị làm. Cho nên đời nay khổ thì muốn được sung sướng hãy tạo thêm nhiều cái phước thiện. Đó. Và để diệt tận cái gốc rễ của cái chuyện khổ đó thì phải tu tập tứ niệm xứ. Tại vì á, khi chúng ta không tu tập tứ niệm xứ á, khi chúng ta khổ chúng ta sẽ đối diện với cái khổ đó bằng cái tâm bất mãn, bằng cái tâm buồn rầu, bằng cái tâm chán nản, bằng những cái tâm lý bi quan tiêu cực. Và khi chúng ta đối diện nó bằng cái tâm lý bi quan tiêu cực đó, có nghĩa là chúng ta đang tiếp tục tạo các ác nghiệp để cho nó tiếp tục trổ quả cho đời sau. Cho nên nó giống như là chúng ta bị nợ vay, gần đây là có cái vụ là vay nợ gì online gì đó, bình thường là mình nợ 3 triệu mà nợ bắt đầu là vay tới vay lui vay như thế nào đó tới 6 tháng sau nợ lên tới 100 triệu. Thì cũng vậy, cái cách mà chúng ta đối diện với các cái khổ ở đời đó cũng y chang vậy đó. Chúng ta khổ mà chính vì cái chuyện khổ đó chúng ta đối diện với cái khổ bằng cái trạng thái tâm lý bất mãn. Và chính vì chúng ta đối diện với các cái khổ đó chúng ta làm các cái ác nghiệp để mà chúng ta trốn tránh cái khổ. Chính vì vậy nó giống như cái chuyện chúng ta vay tiền đầu này đắp đầu kia, cuối cùng nợ nó đẻ ra nợ.
chứ nó không có bao giờ hết nợ. Cũng vậy, chúng ta xử lý các cái nghiệp bất thiện, xử lý những cái nỗi khổ bằng cái trạng thái tâm lý tiêu cực, hoặc là chúng ta tiếp tục tạo các cái ác nghiệp để chạy trốn cái nỗi khổ đó, thì chúng ta tiếp tục tạo ra thêm nhiều cái nghiệp bất thiện nữa, thì đời nay khổ, đời sau càng thêm khổ, và khổ cứ tiếp tục chồng khổ. Muốn hết thì quý vị muốn hết, muốn đoạn tận gốc rễ, thứ nhất như sư nói phải tạo các cái nghiệp thiện để nó bù vào. Sư nói cái người giàu họ ít cơ hội làm ác hơn là người nghèo. Tại sao? Cần ăn nó kêu người làm nó ra, nó mua đồ ăn, gọi alo phone cái người ta đem đồ ăn tới, đâu cần phải đi mò cua bắt ốc để mà tự gây ra các ác nghiệp để mà tạo kiếm cái đồ ăn cho mình. Thấy chưa? Cái thứ hai là phải tu tập tứ niệm xứ. Chỉ khi nào quý vị tu tập tứ niệm xứ, quý vị mới thấy rõ được cái vòng duyên khởi nó như thế nào. Khi quý vị thấy được cái vòng duyên khởi, quý vị mới có cơ hội cắt đứt cái vòng duyên khởi đó để quý vị vượt thoát cái luân hồi. Nhờ quý vị vượt thoát luân hồi đó, chúng ta có cơ hội không phải trả các ác nghiệp đó nữa. Sư lấy ví dụ như trường hợp ngài Angulimala đó, trước khi ngài xuất gia đó, ngài giết biết bao nhiêu người, ngài giết rất là nhiều người. Đáng lẽ nếu mà ngài không xuất gia đó, ngài không chứng thánh đó, là ngài đi địa ngục miệt mài. Nhưng mà do ngài xuất gia, ngài chứng thánh, cho nên là ngài không phải trả ác nghiệp đó nữa, coi như là nghiệp đó không có cơ hội trổ nữa. Cho nên muốn hết khổ thì có hai con đường: thứ nhất là tạo thêm nhiều thiện nghiệp, thứ hai là tu tập tứ niệm xứ. Đó là con đường thoát khổ cho quý vị.